tháng nữa và lại bước sang năm 2021, mà đã hơn nửa năm rồi mình chưa làm được một cái gì hết, cũng thất bại nhiều thứ, công việc, tình yêu. Năm 2020 chưa làm được một cái gì cả. Thời gian đâu chờ ai đâu. Ngày đi làm về mệt mỏi, đến tối về cũng chẳng ngủ được, lang thang một mình trên phố.